hợp với giới hoàn tộc mới được chuẩn, nhưng bây giờ thì đã phổ biến khá rộng rãi. Treo lặn có ngày chuông ăn chồng ở chuông. Ôi chào, cảm ơn. Quê bạc là mẹ. Xin mẹ rõ ra. Không, nó ra tụi đâu thôi. Đã đâu. Thôi xuống kia không quay lên. Ok, được.
Hai làng tranh giống nhau nhưng mà lại khác biệt cái là tranh Đông Hồ chúng người ta tráng trí. Dạ. Mà tranh Lăng Sinh là dân được phục vụ tưởng lượng. Dạ, tại đây thời cổ. Dạ. Nhưng mà đặc biệt. Bây giờ đây nè. Mama ở đâu? Chụp chụp bay thôi. Nói cho anh rõ này, tổ của nhà Nguyệt Phước Tộc, tức là ngài Nguyệt Bạc Đình Tiên chúng. Sau đây anh Thư sẽ hát bài tình thắm vô kê để tặng người đi xa quê về. Dạ cảm ơn. Rồi. Vâng đẹp đẹp mấy tình ngày thơ, chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, làng quê yêu bông lúa thiết tha, những mẹ già vui trường che lụa xóm tươi rung rung mùi em ơi con hò con trên trong con đỏ ngang, con ơi con hò em về chăm lo việc nhà thăm lúa vùng đường cá diếm. Anh ơi con hò con lúa chín bao cái thì cho rõ được thủy tổ phà, vương phà và đế phà. Con cháu nhà Nguyễn phải biết ba chuyện này, là trong một cái lịch sử huy hoàng của nhà Nguyễn như vậy. Ôi chào, quá tuyệt vời, cảm ơn anh Hiến. Dạ, dạ.